Nay đổi vị bằng món sủi cảo nha. Nói chứ món này làm từ lúc ông chú ba mới cạo cái đầu. Tới giờ tóc già ra luôn rồi mới lên clip. Nhà mình không ăn tôm được cho nên chỉ có thịt bằm thôi. Bỏ thêm cà rốt, nấm, hành cho nó ngọt tự nhiên nè. Trong phần này mình sẽ nêm muối với tí xíu dầu mè. Lúc này mình chưa học được cái tip bỏ dầu sôi vô thịt cho nó dẻo lại nè. Cho nên là vẫn còn bỏ bột. Lá hành thánh này chắc mọi người giờ cũng dễ mua hơn rồi ha. Hồi nhỏ hay đòi mẹ làm hành thánh mà ở trong có bỏ trứng cút. Xếp thành cái hình tam giác vậy nè, chiên ăn siêu ngon. Mẹ hỏi sinh nhật muốn ăn gì, chỉ muốn ăn hành thánh chiên thôi. Hồi nhỏ mình cứ thích ăn mấy cái đồ khô khô chứ không thích ăn đồ nước nha. Rồi đó, ăn nhiêu xếp nhiêu. Nước súp các bạn có thể hầm với xương. Ở đây mình hết xương rồi, vé tủ lạnh còn có nửa cái xu, nửa củ hành với lại củ cải trắng cho nên bỏ vô nấu luôn. Nấu súp mà có mấy củ này ngọt ơi là ngọt luôn. Chỉ cần thêm xíu muối với hầm lâu lâu nữa áp suất thôi. Nước trong veo mà ngọt ngay à. Lúc này thì mình sẽ luộc cái hành thánh nha. Mình đang ngoài tiệm thấy là người ta sẽ luộc bằng nước riêng, rồi cái nước súp mới đổ vô sau ăn với hành thánh. Còn ở nhà cho nên mình lười quá đổ vô hết luôn. Mọi người thấy nó nổi lên là chín rồi đó. Nhẹ nhàng vớt ra nha, chứ không phải nó bể. Rồi giờ thì cứ hành ngò nè, rồi hành phi bỏ lên. Cái món súp kiểu này chắc hợp với ăn cải xanh ngọt ngọt cho có rau. Rồi xin mời nha chú ba ơi. Công nhận mỗi lần chú ba cạo rau cả tóc nhìn như người khác luôn á. Ủa, hết trơn nước rồi. Lẹ dữ vậy ba.